Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện cuốn bài tập hàng ngày tiếng Việt 2 tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài số 5 Em có sinh không? Phần đầu tiên là phần đọc. Để chữa được bài tập ở phần này, các em sẽ mở sách giáo khoa lớp 2 tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài đọc Em có sinh không? Trang 24. Các em sẽ nghe cô đọc bài đọc và chúng ta sẽ dựa vào nội dung bài đọc để cùng nhau tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bài đọc. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em đọc một lượt bài đọc Em có sinh không? Voi em thích mặc đẹp và thích được khen sinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh, em có sinh không? Voi anh bao giờ cũng khen, em xinh lắm. Một hôm, gặp hươu, voi em hỏi, em có sinh không? Hươu ngắm voi, rồi lắc đầu, chưa xinh lắm, vì em không có đôi sừng giống anh. Nghe vậy, voi nhặt vài cành cây khô, gài lên đầu rồi đi tiếp. Gặp dê, voi hỏi, em có sinh không? Không, vì cậu không có bộ râu giống tôi. Voi liền nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm rồi về nhà. Về nhà với đôi sừng và bộ râu giả, voi em hớn hở hỏi anh, em có xinh hơn không? Voi anh nói, trời ơi, sao em lại thêm sừng và râu thế này? Xấu lắm. Voi em ngắm mình trong gương và thấy xấu thật. Sau khi bỏ sừng và râu đi, voi em thấy mình xinh đẹp hẳn lên. Giờ đây, voi em hiểu rằng mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi. Bài đọc theo Ấu Phúc, Voi em đi tìm tự tin. Như vậy cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Em có sinh không? Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc, cô và các em sẽ cùng thực hiện các câu hỏi trong phần đọc như sau. Bài 1. Voi em thích làm gì? Em hãy tô màu vào ô chứa câu trả lời đúng. Các em sẽ quan sát bài tập số 1. Trong bài tập số 1 sẽ có bức tranh và trong bức tranh đó thì gồm có những hình chứa những từ mà voi em thích làm. Vậy thì dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ tô màu được vào các hình như sau. Ở trong bài đọc thì có câu văn đầu tiên như sau. Voi em thích mặc đẹp và thích được khen xinh. Vậy thì trong hình này, các em sẽ tô màu vào ô có chứa các từ mặc đẹp và được khen xinh. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 2. Sau khi nghe lời hươu và dê nói, voi con đã làm gì để khiến mình trở nên xinh hơn? Em hãy đánh dấu X vào hình ảnh đúng. Bên dưới thì các em sẽ thấy có các hình ảnh như sau. Hình thứ nhất, chú voi cắm hai cành cây lên trên đầu. Hình thứ hai, chú voi đội chiếc mũ và mặc chiếc áo choàng. Và hình thứ ba, chú voi mặc một chiếc áo. Với bài số 2 này thì các em sẽ dựa vào nội dung của bài đọc. Đoạn voi gặp hươu và dê. Sau đó thì hươu và dê đã nói voi chưa xinh lắm. Hươu thì khuyên voi nên có thêm đôi sừng giống hươu thì mới xinh. Vì vậy mà voi đã nhặt vài cành cây khô gài lên đầu rồi đi tiếp. Sau đó dê thì khuyên rằng voi nên có bộ râu giống dê thì mới xinh. Sau đó thì voi cũng đã nhổ một khóm cỏ dại bên đường, gắn vào cằm và đi về nhà. Như vậy thì trong ba bức hình này, các em sẽ chọn bức hình đầu tiên là một bức hình mà chú voi đã lấy cành cây để gắn lên trên đầu của mình cho xinh hơn. Còn lại hai hình ảnh thứ hai và thứ ba thì không có được nhắc đến trong bài học, các em sẽ không đánh dấu vào hai hình ảnh này. Bài số 3. Điều gì khiến voi con nhận ra mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi? Với câu hỏi bài tập số 3, các em sẽ dựa vào nội dung của đoạn văn cuối cùng trong bài đọc. Thì ở đoạn văn cuối cùng, khi về đến nhà, voi con đã nghe vai anh nói rằng mình có thêm sừng và râu trông rất xấu. Sau đó thì voi em đã tự soi gương và thấy xấu thật. Từ đó, voi em nhận ra mình chỉ đẹp khi đúng là voi. Đây là đáp án cho câu hỏi của bài tập số 3. Các em sẽ ghi vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Đây là đáp án cho câu hỏi của bài tập số 3. Các em sẽ quan sát và ghi vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo, các em sẽ quan sát bài tập số 4. Cho những từ sau, em hãy sắp xếp vào bảng sao cho phù hợp. Các em sẽ quan sát các từ được cho trước như sau. Con chim, bơi lội, học sinh, đá bóng, mái tóc và đánh răng. Ở trong bảng thì các em sẽ quan sát có hai cột, bao gồm có từ chỉ hành động và từ chỉ sự vật. Vậy thì với bài số 4 này, dựa vào các kiến thức mà các em đã được học về từ chỉ hoạt động và từ chỉ sự vật thì các em sẽ điền được như sau. Các từ con chim, học sinh, mái tóc sẽ là từ chỉ sự vật. Còn các từ bơi lội, đá bóng và đánh răng
sẽ là từ chỉ hành động. Các em sẽ điền cái từ này vào đúng trong bảng giúp cô. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần viết. Với bài tập viết này, các em sẽ viết theo mẫu chữ bờ in hoa. Và từ có chứa chữ bờ in hoa là từ biển xanh, cùng với một câu có chứa chữ bờ in hoa là câu bà còng đi chợ trời mưa. Trong vở bài tập thì đã được đánh dấu sẵn các điểm đặt bút. Các em sẽ viết theo điểm đặt bút để viết được đúng các chữ, các từ và các câu. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật cẩn thận, ngắn nót, sạch đẹp, đúng cỡ chữ và đúng chính tả các em nhé. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi của bài số 5. Em có xinh không? Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em các câu hỏi trong cuốn bài tập hàng ngày tiếng Việt 2 tập 1 của cuốn sách kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.